chào các bạn, quên các bạn trở lại với kênh Sông Nước Miền Tây. Hôm nay Sông Nước Miền Tây sẽ đến chùa Sông Công của thành phố Sóc Trăng để chia sẻ những cái hình ảnh mà bà con dân Bông đến chùa các bạn. Thì bây giờ mời các bạn cùng mình trải nghiệm và theo dõi ở nơi đây lễ hội của người Khmer là Katina đó các bạn. Thì bây giờ thì bà con đã dâng vào bổng chùa để làm những làm lễ trong nay. Bây giờ mời các bạn theo dõi. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Em này thì đã dung bông đến rồi đón rước những cái đoàn dung bông đến rất nhiều các bạn. Đây thì rất là đẹp. Bây giờ mời sơ các bạn đi vào để mà xem nơi đây các bạn. Đây thì bây giờ các bạn nhìn thấy con ở đây đang làm lễ dung bông các bạn. Bây giờ mời các bạn đi vào bên trong để xem bà con đang làm lễ các bạn ơi. Đây là lễ dân công để nhờ làm lễ các bạn ơi. สัพเพเตภะยะภะตะลายตะพวงในนะสัพเพเตอัปปะปะปะตะเวอัปปะตรตะลายตะพวงในนะเอวัตตะนิมัตตะตะลายตะพวงในนะสัพเพเตอะวะเมกะลีอัปปะเมกะตะลายตะพวงในนะวิเทสัตโตสัมอะวิเทวัตโตอายุวันตะโกสุกะไรจุรานะอายุทะนะวัตตะโกสุกะไรจุรานะตรัสสะระวัตตะโกสุกะไรจุรานะสุไรสุสไก dân mà cái đèn đã đến dân leo cũng chùa và rất là đẹp. Ở này cũng có chỗ những cái thật các bạn rất là đẹp luôn, chỗ sala để mà tiếp đãi các đoàn khách đến để mà dựng vòng đó các bạn. Các bạn nhìn thấy những cái đồ mà đến dân làm rất là đẹp, trang trí rất là đẹp các bạn. Rất là sắc sảo, rực rỡ màu đèn ở trong lòng đó các bạn. Rất là đẹp. Bên đây nữa nè các bạn.
chục mấy đấy. Ba chục lúa là ba chục bảy. Các bạn rất là đẹp. Bây giờ mời các bạn đi ra phía bên ngoài để mà xem các bạn. Mình đi ra ngoài phía bên ngoài để mà xem các bà con để mà làm những cái nhạc cổ truyền đó các bạn. Đây là phong cảnh của chùa Sam Công các bạn ơi. Thì bà con đến đây chơi rất là đông vui. Là trước chùa Sam Công đó các bạn. Để mình đi lên đây để chia sẻ các bạn đánh về nhạc ngũ âm của người dân tộc các bạn, rất là nghe rất là hay các bạn. Bây giờ mình đi lên chỗ này để mà xem ta đánh nhạc ngũ âm các bạn ơi. Bây giờ mời các bạn đi xuống dưới phía dưới để xem phong cảnh của chùa Sam Công các bạn ơi. Đây là những múa chằn rồi các bạn, giờ đã xa xong lễ. Thank you.
Rồi bây giờ sông nước miền Tây xin tạm dừng video lại đây. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ. Các bạn xem nếu có hay thì ủng hộ cho mình một like và một sub để cho mình có nhiều động lực.